tường thành rất là dài từ trên đỉnh nóc đó, rộng lớn khủng khiếp luôn, thấy không? Đó, đây là Deadpool đi ngay sau đó, một trong những siêu thú mà chúng ta sẽ chiến đấu. Tiếp tục là Superman Flash. Superman là nhân vật chính của chúng ta ngày nay. Flash Superman có thể được gọi từ miệng luôn. Đây là anh cá, Thor, Diana và Hawkeye. Tiếp theo là cá voi sát thủ. Ra là nó là cá heo đó các bạn. Chúng ta hay gọi nó là cá voi sát thủ. Nó là thuộc giống loài cá heo. To hơn con cá mập. Khi mà người ta đi chuyển, thấy cái con cá voi sát thủ đó thì tại sao không? Tại vì trong thì có con to là Rachiosaurus, dưới biển thì có con đó. Dài dạ, đã ba mấy mét nữa đó, đánh dữ dội luôn. Ô ô ô, đánh cứng quá vậy. Ô, rồng kéo Superman lên luôn kìa, nghe chưa? Thật hai chú heo. Thank you.
súng. Long ba sừng không tự giác bây giờ à, không phải cùng loại đâu nha, khác loại đó. Đây là Geo Sword cao đến 6m và nặng đến 33 tấn. Đây chính là em Rai. Bay mắt này nhỏ quá. Góc hẹp quá mày khó. Cái gì cũng chở camera quá. Học cú 8 gãy cổ Ultron là con Rai Jolofot. Đây là Capstone Vinosaurus. Có vẻ có tên Vinosaurus này lì quá ta. Deadpool